Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Warbox nha các bạn. Và tập này mình sẽ sử dụng mod Anime Box version 2. Thì mình cũng đã làm về Anime Box version 1 rồi các bạn. Khá là hay và hấp dẫn á. Thì um, cũng cảm ơn bạn Thiên nha. Cảm ơn bạn Thiên rất là nhiều luôn á. Bạn đã làm ra một cái mod mà mình chơi rất là hấp dẫn, rất là lôi cuốn luôn á. Mình mong là version 2 sau khi mình test nó cũng cho mình cảm giác y như vậy rồi chúng ta vô game thôi các bạn đây là một cái map mà mình mới vừa tạo ra cái map này là cái map lớn các bạn ừ. thì mình cũng đã phân cái bản đồ ra làm hai rồi mình sợ tụi nó ùa nhau tụi nó đánh lộn trước khi mà mình cho tụi nó đánh rồi thì mình sẽ tạo ra một số tập các bạn rồi cho dần ở đó đi tí nữa mình sẽ bơm máu Saiyan gian cho tụi nó rồi à, mình sẽ cho người lùng đi ha nay mình sẽ cho hai tập tập người và tập người lùng bánh lộn với nhau đó. rồi bây giờ mình sẽ bơm máu Saiyan gian cho tụi nó ok black like nè các bạn mình bơm cho tụi nó thì những cái con cháu tụi nó sau này á là tự động có máu Saiyan gian và nó sẽ tiến hóa các bạn ạ rồi giống như tập trước thôi các bạn chúng ta sẽ uh, phân chia người đó hết rồi ok muốn nhanh gọn thì cứ vô điểm bắt tuôn thôi các bạn ờ, mà một cái con rác nó uh, có máu sai nữa không ta nó có lên sai gian không thôi cái đó để từ từ đi các bạn để từ từ để coi cái mod này nó có lỗi lầm gì không á mình rất là sợ crash luôn á mình bị crash mấy lần mình ấn lạnh luôn rồi bây giờ nói dùng dọc mới vô để bắt tool mình đã tải cái mod power box nha các bạn cái mod này giúp mình vào để bắt tool rất là nhanh với lại nó sẽ cho mình add item các bạn nó sẽ cho mình thêm item What rồi cho nó speak và fast culture nè cho dân số tăng nhanh đi các bạn dân số tăng nhanh rồi contract không à, ok à, vậy thôi vậy thôi được rồi các bạn đừng được có uh, nhiều quá cổ sao hang này hai màu khác nhau vậy tay trái rồi nha hai này mà hai màu khác nhau là là Ê, cái gì vậy nghe thanh niên chưa gì mà lên sao danh hai rồi chưa có chiến đấu gì luôn á các bạn một sao danh một này để mình hủy cái bên này nha các bạn để mình để mình tiêu diệt cái phần bên này mình muốn cho nó một màu các bạn cái này là ra hai màu à với đây thì dần đồng hơn đúng không vậy mình xử lý cái đám cái đám trên này đi mình muốn cho nó một màu thôi không muốn cho nó hai màu đâu ba bốn ok rồi cái đám này tụi nó sẽ phát triển thôi nói chưa gì mà lên xây danh hai rồi tụi bay có cần phải nhanh dữ gì không đã lùng hà cái map này nó hơi lớn nha các bạn Tí nữa mình cũng sẽ xây một cái hòn đảo Ừ cái trong, trong khi thời gian uh, Chờ đợi thì mình sẽ tạo ra một cái hòn đảo mà mình chứa red các bạn Mình muốn mấy con mình muốn coi mấy con red coi nó có lên được sai gian không chứ Đúng không Lên coi mấy con red coi Mình cũng đã làm về Cái thành tựu red rồi nha các bạn Các bạn chỉ chờ đợi thôi Làm y như mình hướng dẫn và các bạn chờ đợi mình cũng đau đầu lắm về cái vụ crash này tại vì mình cũng đã làm nên cái thành tựu đó rồi mà mình lại không quay lại được cho các bạn xem và mình phải làm lại ok bây giờ mình thải và em grab xuống coi <laughs> 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 mà mà không biết ừ, mà không biết nó có chịu máu Saiyan gian chứ à quên mình phải cho tụi nó bắt tử chứ cái này tụi nó bắt tử chưa? rồi cho tụi nó bắt tử đi các bạn. rồi bây giờ mình sẽ bơm bơm máu say cho tụi nó. Ồ, trời ơi, nó được máu say các bạn. quay. Uh, bro. rồi sơ sót á mình 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 bao hết rồi. có con nào lên say gian chưa? ôi say gian hai là cao nhất rồi các bạn. bên này có con nào con nào lên say lớn chưa? ở cái vùng mình mình có một cái vùng đất chanh đó các bạn hay là mình đổi đi các bạn cái dùng cái vùng đất chanh này mình mình lại khó thấy rất là khó thấy luôn đó. mình muốn là đất rừng các bạn đâu rồi Ủa, lâu ngày không vô game á. nó sẵn sản sao anh em ôi đúng rồi cái mầm rừng luôn à đây mầm rừng nữa đâu mình để cho nó mầm rừng đi các bạn cho nó mầm rừng đi cho nó đa số là mầm rừng chứ mầm mầm chanh thì nó mình lại không thấy được cái uh, mầm, xa, mầm mầm chanh cũng được nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn nhưng mà mình lại không có thấy được được dân dân lính đâu á nó khó thấy lắm các bạn sau này sai gian đồ nó lên á mình cũng khó mà theo dõi được lắm rồi chưa ok rồi cây cỏ rừng rậm rồi nó mọc lên lại hết rồi đó để tí nữa tụi nó đánh lộn kìa mới vui Giờ chưa đâu Rồi dân số tăng nhanh các bạn Mấy mấy bé red này bé bé có Ờ uh, uh, Mấy bé này có lên không Tí nữa mình thả cái 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 đàn Cái đàn này ra cho đánh với mấy mấy thằng trong kia Coi như thế nào các bạn Test cái này thì sợ mỗi grab thôi các bạn Chứ mình không sợ gì đâu Nói chung là máy của mình cũng không phải là dạng mạnh nhưng mà chơi cái game này là quá ổn. Ồ bé chanh kìa. Đó, nó spawn ra pháp sư rồi các bạn. Nà. Ồ hết hồn. Adamantium nè. Adamantium thì chắc chắn là cái kim loại đó nó đâu coi trái đất rồi các bạn. Các bạn nè. Ê cái gì vậy? Ôi, đâu rồi đâu rồi? đó rồi thanh niên phải uh, super saiyan blue rồi các bạn oh. cái adamantium thì nó không có trái đất các bạn nào mà coi black panther á, các bạn biết là đâu phải ở trái đất đâu nó là một thiên thạch ôi cái gì đây ê hey. ôi saiyan bốn rồi nè các bạn Vậy là tụi nó tụi nó hình như không cần chiến đấu luôn hay sao á Ờ mình cho cái thằng Saiyan đó mà nó nổi điên lên nó chắc nó cạo đồ khô hết mấy thằng này luôn quá Bây giờ tụi nó có Aura hết rồi Mình rất là dễ theo dõi luôn các bạn Tí nữa mà tụi, tụi nó tí nữa tụi nó đánh nhau thì tụi nó sẽ sàng lọc ra những cái Saiyan Thêm những cái Saiyan các bạn tại vì á có những Saiyan á điều kiện là phải là chết các bạn khó như vậy á điều kiện là phải là chết hoặc là giết thì không đánh nhau thì làm sao mà giết không đánh nhau thì làm sao mà chết đúng không nhưng mà khi đánh nhau rồi thì các bạn phải đối mặt với một cái đó chính là crash các bạn test mode là các bạn phải lúc nào cũng sẵn sàng cái tâm lý là ừ nó sẽ crash rất là đáng sợ các bạn Ôi Mình đang rất là háo hức Không biết khi nào tụi nó Sẽ lên Nó có Ultra Instinct uh, Cao nhất là Master các bạn Nó Master Ultra Instinct mà Trong game này lại kêu là Perfect Perfect Ultra Instinct Ủa cái này là cụ đúng không Ồ ừ, cool. Rồi mấy thanh niên crack sao rồi con nào lên xa gian chưa? <laughs> tụi nó tụi nó không có đánh lộn, tụi nó không có đánh lộn, cho nên là không có lên xa gian được các bạn. Tụi nó sống cũng lâu rồi chứ dân á, mấy thằng dân á thì nó lại lên xa gian rất là dễ. còn mấy thằng rác thì mình lại chưa cái gì vậy, cái gì nổ ghê gì? Vậy? đó hồi cái nó chạy xuống nó gõ nè thấy không khai thác đi hết rồi nó đem về nó sẽ có kho và nó ui cái gì vậy tím tím vậy thằng này chắc râu rồi đúng không đúng rồi râu rồi lên râu cũng được ồ có miễn nhiễm luôn nè nó lên râu là nó đã nó đã theo con đường tà đạo rồi các bạn evil god rồi còn cái thằng cái thằng Super Saiyan Blue này á thì các bạn nào mà coi Dragon Ball Super á thì các bạn cũng biết thì sau khi mà Goku với lại Vegeta Visita... cái gì đây? Cái gì vậy? Font lần. Ờ lần này là nó bị điên nha các bạn. Để mình tắt cái Sonic Speed đi. Uh, goku với Vegeta đi uh, huấn luyện với uh, Whis các bạn thì uh... ôi 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 cái thằng này ôi mấy mấy thanh niên uh, saiyan mạnh nó rồi tụ hậu với đâu hết rồi để để nó đập để đánh mấy thằng lính như con vậy thằng này nó lên nó lên gót nó, nó lên fall lần rồi nó điên lắm các bạn Thì bình thường thì Goku sẽ lên trạng thái trước Vegeta thì <laughs> làm nền thôi em ơi Ôi thằng này nó thằng này nó bị điên rồi các bạn ơi Ở bên này thì không có tình trạng đó tại vì có những cái thằng Saiyan mạnh lắm Có hai thằng Có thằng râu này, thằng râu nó không có bị điên Nhưng mà cái thằng cái thằng Fallen này mình bỏ cái để để nó đánh hết lính mất công lắm mình bỏ cái trạng thái điên loạn cho nó được không ta bị điên loạn đúng không tắt cái trạng thái này đi thì nó trở lại bình thường ok được rồi ừ, cái thằng rô cái cái thằng này nó nó như chó điên luôn á các bạn con lần thì con lần thì mạnh lắm nhưng mà thì nó sẽ tới một số uh, có một số Saiyan mà chỉ có thể chiến đấu thôi các bạn Chỉ có thể qua chiến đấu mới có thôi đó, Chúng ta có một vàng Super Saiyan 2 sơ sơ rồi đó các bạn Còn cái đám rác vào đây thì chưa có gì hết Mình mình thả, mình gấp thằng Saiyan Saiyan con uh, lần mình quăng ra đó coi nó làm sao nha ờ, thằng này ờ, cái thằng con lần của mình đâu rồi Trời ơi, cái gì vậy? Ê, mình mình không thấy cái gì hết luôn á. Khoan. Ủa. Có có cái gì đó sai sai các bạn. Tại sao tụi nó lại đánh nhau? Hình như là ui thêm thằng thêm thằng điên lên lên điên nữa rồi nè thằng này ủa thằng này là thằng này nó có lên điên đâu thằng này là thằng phong lần cũ rồi ừ, hình như mấy cái quốc gia mấy mấy cái làng nó đang chiếm nhau á để mình tắt cái cái đó đi các bạn mấy cái làng đừng cho mấy cái làng chiếm nhau tắt mấy cuộc nói loạn đi chứ đang chung tay như thế này thì thằng này thời gian bốn hả bây giờ thời gian bốn nó lên cái aura đỏ đẹp ghê đấy, các bạn và trước là mình nhớ aura trắng xong rồi mình cho cái gì nữa đây lâu 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 lâu, lâu mấy mấy cu này nó lên nó lên điên loạn đó là mình hoang mang lắm các bạn Ủa sao Tại sao tại sao trên này nó nó lạng lạc vậy ta? Có bạn Chứ gì mà tụi nó gõ nhau kìa. Chắc mình cho thằng phone lành này về giường luôn đi. Né phá quá các bạn ơi. À. Ờ đúng rồi quên rồi mình cho cái thằng phone lành này đi đi gặp đi gặp mấy bé mấy bé rác này chứ câu ra góc này đi để 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 dễ lựa ra đây chơi với mấy bé rác nè rồi coi coi nó hết miếng rác kìa Rồi miếng rác chịu không nổi rồi các bạn ơi ta da như tầm này yếu xìu à À, tạm thời mình nhốt cái thằng này vào đây đi các bạn nói ồ các bạn các bạn thấy đã... nó đánh mà nó nó ra những cái sóng âm không rồi có hai con nè bên này bên này nó bên này nó ổn định hơn các bạn é, bên người sao mà nó cứ đánh nhau nãy giờ tụi nó tụi nó đánh nhau không luôn các bạn mình cho đi bắt chạy một chút nha các bạn phát control phát city row City update nè. Đừng cho nó unlimited hao uh, nha các bạn. Đừng cho nó nó full nhà nhìn rối mắt chứ không có gì. Chẳng được gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chạy thêm một thời gian nữa. Nhau cái gì không biết nữa. Cái bên này nó bình yên ghê nha, tự nhiên bên này nó lộn sờ ngầu. Cần 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 mình ban cho hòa bình không? Ừ, chạy đi và bình đi đúng tào lao để mình mở cái vương quốc này coi 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 tổng dân số là bao nhiêu cái này cái này nó chia ra hai nước rồi các bạn chia ra hai bà nó hai nước rồi hai này thì chắc cũng sắp xỉ ờ, thằng này thằng này nó tách ra một nước rồi này vẫn là nhà màu xanh nhưng mà nó đã tách ra một cái một cái nền văn hóa khác vương quốc hả vậy trên này là hai hai vương quốc khác nhau à nhưng mà tại sao nó chơi chung một màu nhỉ Thật là khó hiểu Nói trên này sao nó bất ổn quá ta có phát triển được hàng nào chưa chiếm bà nó đây luôn đi chó gọn ừ rồi xong hoặc gom vô rồi các bạn mình đã không có cho tụi nó không có cho tụi nó 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 nổi loạn rồi không cho tụi nó nổi loạn luôn các bạn cho tắt chiếm biên giới luôn cắt chỉ biên giới luôn vậy đi cho tụi nó hòa bình tuyệt đối luôn các bạn chứ cứ để như vậy nếu mình mình thả ra là mình sợ là ở bên ở bên người lùng là nó rất là có lợi luôn á cái gì nó tự lên sao nè mà cái thằng có sao này là cái gì Ờ, tại sao, tại sao những cái thằng này nó lại không có máu Saiyan ta? Mình phải lượt lại một lần nữa. Nó có máu Saiyan hết chứ? Chắc tại nó tách ra một cái vương quốc khác. Nó lại không có máu Saiyan trong người. Cổ thân anh ấy. Sai Saiyan. Này, có line này nhưng mà có nhiều thằng có line nhưng mà lại không có máu say gian các bạn. rồi thằng này sao rồi? à thằng này giống ở ở trong này giống như du chúa vậy nghiệp không? không cho mày cho cho mày điên loạn đi như cũ đi. À, cho mày điên loạn. vàng nha. điên loạn thì mình tắt miễn nhiễm đi các bạn. điên loạn mà để miễn nhiễm, rồi à, mình tắt rồi mình thôi kệ bà đi, su su điên loạn tí nữa mình cho nó cho nó điên loạn các bạn. dân số nó không có sắp xỉ, tại vì bên này nó nó rộng hơn á các bạn, bên này nó rộng hơn. Đó. rồi máu xa da có đủ rồi nè này tại sao không có máu? Dạ. Yeah. Ok. Đó đó. Blacklight rồi đó. mấy thằng tại sao không có thôi. Để mình đảo lại hết một lượt rồi. đảm bảo là tụi nó có blacklight hết các bạn. Rồi. Mình thấy mình chuẩn bị vậy là được rồi đó. Ôi, oh, trên này có một đám luôn nè rồi chuẩn bị crash nha các bạn bây giờ chúng ta tắt đi bắt tôn trước để cho nó nó hạn chế cái sự đi điên, điên cuồng của tụi nó đó rồi chắc chắn là mình sẽ cho hai vương quốc gây chiến rồi các bạn ok mình sẽ cho nó đánh ngay góc này đi tụi nó đang tụ lính tụ lính ở đây nè mình sẽ đánh hai góc này với lại lính tụi nó gần nhau á và mình sẽ tắt rồi hai thằng ngang thằng màu xanh lá một thằng màu xanh lơ lơ ha giờ mình sẽ mở biên giới Ở tập này thì mình mong kiếm được thằng perfect ultra instinct các bạn thằng susayan có được bản năng vô cực hoàn hảo mở mở địa bàn rồi đó anh em nhậu qua đi nhậu vô kiếm ăn chứ đó bắt đầu quân kéo qua các bạn rồi sau đây là một trận chiến long chờ lỡ đất đó, đó nó nhanh lắm các bạn đó tụi nó hất nha đừng có nha đừng có nha đừng nha bình thường á thì nó tiến hóa lên một cái gì đó nó sẽ có xét đánh xuống hoặc là một có thêm một cái gì đó nữa hiệu ứng á các bạn lâu lâu mình ngưng lại mình coi con sao các bạn bây giờ nó đánh ra mấy cái sóng âm nhìn ghê thì chứ Đâu rồi mình sẽ cho các bạn xem cái cái lóc đây đó đây là cái đường link nè các bạn banana game thì các bạn vô các bạn vô anime box version 2 nè các bạn gõ google cũng được các bạn các bạn gõ google ra cái này các bạn gõ là world box anime box version 2 thì cái này nó sẽ có đầu tiên luôn các bạn. Cái kết quả này sẽ hiện ra đầu tiên luôn. Đó. Đây, đây là của thanh niên Thiên nha các bạn. Creator nè. Đó. Nó sẽ có một số Saiyan gian... hai hai cái con này nè. Hai con này nè các bạn. À, con con Perfect nè các bạn, mình đang tìm kiếm cái con này không biết nó mạnh cỡ nào. Đó. Nó Tôi, mình kiếm nó thì mình biết chứ giờ cũng chẳng biết nói về nó như thế nào nữa rồi có cái con nào mà nó nó lên nó lên lại lại cho ta trời ơi có kìa ê cái gì mình mình thấy mình thấy có cái gì xanh lá đây nè rồi à xanh lá là cái cái cờ cái cờ xanh lá Ôi Ôi Cái gì vậy Tụi bay tách nhau ra Tao phải biết cái chuyện gì đang xảy ra Ôi hèn gì Phải trưởng thì chứ Đâu rồi Cái 500 của tôi đâu Tụi bay phải tách nhau ra Tao muốn biết chuyện gì mà đang xảy ra Này một phần phân lần nè Hồi không nói tới thằng này Thằng này hải trưởng thì xây danh năm các bạn u xây danh năm xây danh năm xây danh năm nó có một đống thứ luôn nè rồi mình mình hai like nó lên các bạn nghe thằng này chắc nó gõ đầu hết luôn quá Ù nó quấn ra lóc tùm lum hết á cái thằng này thì đam nó nhiều ta ui đam to thế nhưng đam to thế cái gì nữa đây hay là mình hay là cái đó là cái tỷ lệ ta cái thằng phong lần này không là gì với nó luôn á các bạn cái thằng sa danh năm rồi mình mình coi sa danh năm thì nó có cái gì nha đây là sa danh năm này đúng không khi phần nè nó đấm, đấm ra tornado nè các bạn đấm ra lóc xoáy nè à nuke phân vậy là cái tornado cái đấm ra lóc xoáy với lại đấm ra cái bơm nguyên tử là tỷ lệ của nó các bạn nó có 0,05 phần trăm cast skill đó nè các bạn ghê thiệt chứ rồi cái gì đây đó à. ôi đúng không ờ à, năm thằng này nè ủa danh năm giống như thằng kia mà đâu có uncharted đâu ồ vải trưởng nó chết cái nó nó hồi nó hồi sinh lại thành thằng sai 5. năm ghê thiệt chứ mình mà hồi trước mình tưởng cái thằng ultra là thằng mạnh rồi buồn ghê các bạn mình đang kiếm Saiyan năm luôn nè à. Mà tại sao cái thằng này nó lên cái cái kỳ ghê quá. True form, cái này là true form nha. ôi true form đâu? Không có trong này các bạn. Không có trong này, nó chỉ có cái Saiyan 5 thôi các bạn, không có true form nha. Cái thằng này là true form. Nè, à, cái thằng này là true form nè. Còn cái thằng này á nó chỉ là Saiyan 5 Ray thôi các bạn. Cái thằng này nó mạnh hơn thằng kia gấp bao nhiêu lần gấp đôi luôn các bạn mạnh hơn gấp đôi luôn á đam này 5.000 à. đam này tới mười mấy ngàn lần tới gì 10 ngàn à, 10 ngàn mấy là ra cho nó đắp bóc hay cái gì em biết nữa bên này thì sao bên này thì cái thằng này đó này nó lên phần lần cho ta Sao mà nó nhìn thấy ghê vậy Đây, có phần lần rồi nè Mình vẫn chưa hài lòng lắm nha sự luôn á các bạn Mình vẫn chưa hài lòng lắm đâu đánh nhau như vậy thì hơi chán Phát 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 up đi cho dân số lên nhanh có rất là nhiều tray nhưng mà lại không có cái tray mà mình muốn mà có lần này vẫn ở đây bực mình thiệt chứ là không có ta. Tại vì cái này á nó nó không có nè, Q Modern nè. Q Modern 4 nè, level 10. Q Modern 4 level 10 à. Ừ. Mấy thằng này sao rồi? Level 11 rồi nè. Cái này chưa, giết cho đủ các bạn. Còn cái thằng uh hunting. Ok vậy là giết chưa đủ niên giết chưa đủ các bạn thằng này thì cũng mới giết con trăm mấy à chưa chưa là gì cái gì ghê vậy bạn vậy là giết chưa đủ các bạn để à, nếu mà nó giết chưa đủ thì mình spawn ra cho nó giết <laughs> nó kêu là giết đủ 400 từ cái thằng chu phơm này mình không biết là nó có thể lên được cái thằng cái thằng uh, ultra tinh không nữa đó 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 à, coi coi thằng râu thằng râu với thằng phong lạnh đúng lộn rồi các bạn à, hàng này như hang chó điên á trời ơi thằng này mạnh hơn thằng râu mạnh hơn các bạn thằng râu mạnh hơn đó các bạn xem kìa Lông trời lở đất luôn bom 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 oh má co hai co hai hàng quân lộn kìa oh. Oh. thằng thằng râu sẽ chết chưa quay thằng râu nó có gì mà nó mạnh dưới vậy ta rồi chang phong lạnh tới cái thằng thằng râu này lên đường rồi các bạn quýnh không lại con lần này còn lần nó nó có cái tỷ lệ cát cái chiều kia cao quá nó cát cái, cái 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 bờ nguyên tử cao quá các bạn ờ hang này quýnh chừng nào mới chết rồi thôi hai hàng, hàng bay cứ ở đó chơi đi cái à, trên này banh luôn rồi các bạn còn này giết được 400 chưa chưa để anh niên giết đủ 400 coi sao nha hai, hai thằng này ơi <laughs> thôi ừ. cho tập thêm một một quần. thêm một chủng sai gian ở đây đi máy bay tàu phát triển đi còn hai còn hai này thôi hai này nó quýnh nó sẽ quýnh tới già đủ chưa dưới bốn trăm rồi nè nhưng mà cái phơm cái phơm này là thua rồi mình có một ý như vậy ừ, cái gì à phone lần y như hai này thôi các bạn hàng này như, như hay như hai con chó điên á nếu mà khoan nha mình có một ý như vậy từ từ vẫn là cái map này đi bây giờ mình đã cho dân số của các quốc gia lên khoảng gần ba ngàn các bạn rồi để mình xem xem nó sẽ như thế nào rất là lát các bạn mình đang tìm kiếm ultra Instinct, các bạn khó lắm có sajan uh, blue nè mà chưa có ít tinh hồi nãy mình có thấy mình có thấy một có một thằng nó có một cái máu Legend ở trong người các bạn mà ở trong cái lót mình, mình lại không thấy cái đó luôn á hơi thiệt chứ bây giờ mình rất là sợ nha ví dụ như là mình cho cái đặc điểm của Saiyan lên người tụi nó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây à, tắt khổng lồ đi nha Tự nhiên có dính cái khổng lồ ở đây là sao rồi vô Ui, có bị bì vô có bình thường không mấy có bình thường không bình thường nha có điên nha ở bên mấy thằng người lùng thì mình không có lo lắm đâu mình chỉ ớn mấy thằng người thôi, mấy thằng người này nó hay bị khùng khùng điên điên lắm các bạn. gì vậy? ôi quý lộn rồi. tôi cái thằng cũng cái thằng râu này, cái thằng, Ô, cái thằng râu nó bị điên hả? thằng râu này tắt đây các bạn cái điện lại của nó đi là xong nó đánh, đánh thôi ui rồi giảng hòa đó ha à, giảng hòa mà banh hết cái cái hòn đảo luôn rồi bên này thì mình sợ người thôi các bạn uhm, sợ người quá mình cho game ngưng đây rồi rồi mình khai thông thôi trước mắt thì cứ cho tụi nó đánh nhau trước đi mở luôn cái biên giới rộng ra luôn không có để cho nó lý nhí nè lắp hết lại luôn cho nó cái cái đường đồng bằng cho tụi nó dễ qua chưa yeah. cho nó đi theo cái con so của mình Đâu rồi đây rồi đi qua đây ok rồi bánh nhau đi Ê, từ từ hình như mình chưa có cho tụi nó chiến đấu các bạn gây chiến nha ok ra dương quốc đánh nhau đi xong rồi bây giờ mình chỉ cần chờ đợi ủa sao thằng này nó có lên sao ta quay cái thằng này nó có nè nó có legendary bloodline nè các bạn Ở trong cái bản lock là không có rồi. Nè, các bạn tí nữa các bạn sẽ thấy những cái vụ nổ b... nguyên tử khủng khiếp của của mấy thằng Fallen lành, cuộc chiến rất là rất là lạng lạc luôn đó xuất hiện những thanh niên Fallen rồi đó ok con nào tiến hóa vậy chỉ coi mấy thằng này nó lại không có không có aura các bạn chưa chưa có aura chắc uh, thiên chưa cập nhật cho nó cái cuộc chiến này nhìn đã mắt hơn cuộc chiến kia đúng không? đó cái gì đây? ui nó ray này à. à có thêm một thằng True form nè cũng có mấy thằng aura cao ghê đó, các bạn thật sự luôn á mình đã cố gắng tìm tìm mấy thanh niên ultra Instinct rồi mong là bạn Thiên mà bạn có xem được video của mình á comment xuống giùm mình nha hướng dẫn mình tìm tìm cái thằng un trái e tinh nó đây phải không không phải luôn khó lắm Đó. Chọn nhau chẳng nhau đi quê rồi nha cực quá mình thấy hơi cực cực rồi đó để mình gom các bạn gom gom tụi nó lại vô một chỗ rồi để tụi nó quýnh đánh nhau cho nó dễ ha à, mà mình sợ rát game quá thôi để cho cho tụi nó đứng đừng có đứng gần nhau quá các bạn rát không ok không rát nha ok có nào lên không có nào lên không đó À, bây giờ chỉ còn mấy con trâu bò thôi Xung quanh rồi mũi chết hết rồi các bạn Không có uh, thằng nào Ờ, phân lần Con nào giết nhiều Giết sơ sơ rồi gặp mấy thằng sống sống lâu nó sống lâu sống dài nữa chứ cơm lại thôi không thấy rồi các bạn thua mình bó tay rồi Còn, à, còn tụi nó quýnh lộn rồi các bạn <laughs> thua rồi à. sao có mấy thằng nhóc uh, chắc sót rồi có nhiều thằng chắc nó núp chắc nó núp ở trong nhà nó nó lại không có máu uh, sa da đó 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 đó, đó niên đi lên ăn hiếp mấy thằng mấy thằng nít đấy vào đây có bắt tổng là không vô đi ăn hiếp mấy thằng nít là sao hèn Hi. Chắc tới đây thôi các bạn Video này cũng khá là dài rồi Thì kết quả là mình chỉ tìm được những cái thằng True form thôi các bạn Những cái thằng... Đâu rồi, mấy cái thằng True form rồi Dành 4 này Có những cái thằng True form sẽ dành 3 lên đi chị Tách tụi này đây ra coi Một cái thằng True form chắc chết ngắt rồi các bạn Còn phân này rồi mấy anh True form nè, rồi mấy cái thằng mang máu của Legend nữa các bạn Mang máu của sajan mà sajan Legend á, cái máu màu đen ấy, chứ không phải máu máu màu đỏ nữa. Rồi có blue nè. Đây nè, rồi true form nè các bạn. Này là cái form cái form cứng nè. Nè, nó lên black line rồi các bạn, cái lên legendary nè. mình mới đầu mình lại tưởng mấy hàng trắng trắng này là là ngay như mà không phải các bạn cái hàng trắng trắng này là à, xe năm rồi vậy thôi các bạn vòng vòng thì mình chủ yếu là test mốt thôi chứ không có làm gì hơn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo